Tử vi tuổi Đinh Mão 1987, tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, việc hiểu được thời vận cát hung đối với mỗi người rất quan trọng. Nó có thể giúp con người giảm thiểu rủi ro, bất lợi, thất bại, khổ đau, chủ động nắm lấy cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn, thu được thành quả tốt đẹp. Bởi vậy, từ xưa tới nay, về dự đoán tử vi vận khí các năm luôn được nhiều người quan tâm, tìm hiểu. Vậy làm cách nào để những gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 biến hung thành cát, nắm bắt cơ hội đón tài lộc hiệu quả nhất trong tháng 1 âm lịch này? Hãy cùng lắng nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu trong video ngay sau đây. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Quan tháng 1 âm lịch. Tháng 1 được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1 âm lịch, từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng Canh Dần có nạp âm là Tùng Bách Mậu, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục. Xung thân, hình tị, hại tị, phá hợi, tuổi Dậu. Đối với người tuổi Đinh Mão trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 1, tức ngày 18 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 1, tức ngày mùng 2 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Mão trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 1, tức ngày 19 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 12, tức ngày mùng 3 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành, hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Mão 1987 trong tháng 1 âm lịch. Tuổi Mão là con giáp thứ tư trong tử vi 12 con giáp. Mèo là biểu hiện của sự trường thọ và được coi là sự may mắn tự nhiên. Họ được thừa hưởng những phẩm chất tuyệt vời và vô cùng tinh tế. Người tuổi Mão nói chung và Đinh Mão nói riêng là người nhẹ nhàng, duyên dáng, tốt bụng. Xem tử vi tháng 1 âm lịch của người tuổi Đinh Mão thấy rằng tháng này không phải là tháng may mắn với bạn trên mọi phương diện. Vận trình công việc, tình duyên sẽ khá ảm đạm. Canh Dương Kim gặp Mão âm Mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, bản mệnh cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên, bản mệnh cũng cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo và giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, thì những người tuổi Đinh Mão cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế.
Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, cần sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Đinh Mão. Bước sang tháng 1 âm lịch, công việc của tuổi Đinh Mão bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức, rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc, nhưng không được như ý. Tình hình trước mắt biến động liên tục khiến cho bản mệnh trở tay không kịp. Có nhiều vấn đề chưa kịp giải quyết thì đã phát sinh nghiêm trọng hơn, sẽ gây ra sự cố bất ngờ. Bản mệnh cần gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ, cạm bẫy khắp nơi khiến cho những người tuổi Đinh Mão đôi khi chán nản, chỉ muốn buông xuôi. Công danh sự nghiệp bị cản trở, suy nghĩ tiêu cực bi quan sẽ khiến cho người tuổi Đinh Mão sẽ đánh mất đi quyết tâm của mình, có thể một bước vấp ngã là chẳng thể đứng dậy được. Cho nên bản mệnh cần tự sốc dậy tinh thần cho mình trước khi quá muộn. Bên cạnh đó, sự tính toán, nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh. Tuổi Đinh Mão cần chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ, có bạn mới dễ thở, mới đón được nhiều điều may mắn. Để con đường công danh sự nghiệp mở rộng, phát triển, mạnh mẽ, tạo bước ngoặt lớn thay đổi cuộc đời, như gia chủ Đinh Mão nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang minh quang pháp bảo bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tài lộc của Đinh Mão trong tháng 1 âm lịch này sẽ gặp những khó khăn trong chuyện kiếm tiền. Tiểu nhân vận vượng, bản mệnh sẽ bị những kẻ xấu bụng, bày mưu, tình kế hãm hại, tiền bạc tổn hao, nhất là chuyện kinh doanh bất thuận, lợi nhuận sụt giảm nhanh chóng. Xét về tài vận, tháng 1 âm lịch này, tuổi Đinh Mão khó mà có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà công việc của bản mệnh đang khá bấp bênh, chưa tìm được điểm đột phá. Bản mệnh có khi đang trên đà tiến bước, sắp được nhận thành quả do công sức mình bỏ ra thì lại bị nẫng tay trên. Nhưng các mối quan hệ xã giao thời điểm hiện tại không được tốt nên chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận chứ chẳng kêu ai. Tiền bạc kiếm được trong tháng ít ỏi thì phải giành giật, bon chen vất vả mới thu được tiền về tay. Vì thế mà bản mệnh nên học cách tiết kiệm, chớ chi tiêu hoang phí quá mức. Để mọi việc hành thông, hóa giải vận hạn không may mắn và đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Tình cảm và gia đạo. Người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 là người hướng ngoại, bạn thích thể hiện bản thân mình. Những người độc thân trong tháng này sẽ tìm được đối tượng phù hợp tại các buổi gặp gỡ, họp mặt. Hãy mạnh dạn tìm hiểu sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, tử vi tuổi Đinh Mão tháng 1 âm lịch cho biết những người đã có gia đình sẽ có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình bạn. Bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này, bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, bạn nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình với người đó để giải quyết các mâu thuẫn và những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm hộ thân, cho sức đeo tay, giúp chiếu cát lành, chiếu vận quý nhân, tăng cường sức khỏe, chiếu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Sức khỏe của tuổi Đinh Mão. Tử vi tháng 1 âm lịch cho rằng, có thể một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu người tuổi Đinh Mão không cẩn thận. Đây là điểm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Khi xuất hành xa, cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Hơn nữa, để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Và để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Đinh Mão cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiếu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình của tuổi Đinh Mão trong tháng 1 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ.
Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Mọi người đừng quên like, share, đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.